Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Thì mình hôm nay thông báo cho cả nhà và các bạn biết luôn ha. Thì hôm nay mình gặp sự cố á, thì cái kênh thanh vỏ bảy lòng của mình nó bị người ta lấy rồi các bạn ơi. Thì hôm nay là mình làm cái video này là cái video đầu tiên của cái kênh mới á, thanh vỏ bảy lòng hai các bạn ơi. Thì mình mấy ngày trước mình bị hoang mang với mình buồn quá, mình không có đi làm nổi các bạn. Nói chung là cái công việc này là đam mê nha, mình rất thích cho nên mình cố gắng mình sẽ làm lại ha. Nhờ cả nhà và các bạn xem video ủng hộ mình ha, cho mình có động lực để mình làm lại ha. Và mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy chồn rồi nè các bạn ơi. Thì trước giờ vô thăm cái bẫy đầu tiên ha, cũng cho thanh vỏ bảy lòng hai ha gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành ha. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Rồi, cũng như thường khi các bạn ơi, trước khi mình thăm cái bẫy đầu tiên ha, mình sẽ quay đồ nghề cho các bạn xem cái mình vô mình thăm ha. Thì cái kênh cũ của mình đó thì mình đặt ở đây, mình vô mình thăm mấy lần rồi nha các bạn. Cái bẫy đầu tiên ở đây nè, cái gọng này là để đựng sóc, một bên mình để sóc, một bên để chuột nha các bạn. Còn ở trong đây thì mình mang theo cái bao nè, hôm nay mình quyết định mình rút một cái bẫy mồi chuột về nha các bạn, với bốn cái túi lưới các bạn ơi, với mình dưới có áo mưa ha, với bịch lúa để cho chuột ăn ha. Còn bên đây là chuối nha các bạn. Bên đây là giỏ chuối. Thì bên dưới hồi nãy mình mua không có chuối chín, ở dưới nó có mấy trái nó còn hơi xanh xanh đó các bạn. Hôm nay là mình thăm là tổng cộng là 21 cái bẫy các bạn ơi, 5 cái lồng lớn và 16 cái lồng nhỏ nha các bạn. 5 cái lồng lớn là có 2 cái mình đánh bằng đánh mồi chuột, còn 3 cái là mình đặt chuối, đặt bằng mồi chuối á các bạn. Còn 16 cái bẫy nhỏ mình đặt là mồi chuối toàn bộ nha các bạn. Thì các bạn có xem cái kênh cũ mình rồi thì ngay chỗ này là cái bẫy đầu tiên rồi ha, tâm cái góc này nè. Ngay đây mình đặt được mấy người sắp rồi nha các bạn, mà ngay đây chưa có chồm với mình đeo hoài luôn. Hôm nay coi làm sao đây, trời ơi trống lỏng rồi các bạn ơi, cái đầu tiên hụt rồi, chết rồi. Rồi cái này hôm nay mình quyết định mình lấy đi luôn nè các bạn. Nè, chuối còn nè các bạn ơi, còn thinh. Rồi, ngay đây mình bắt mấy con sóc giết hết luôn rồi các bạn ơi. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Đó thì mình đặt 16 cái bẫy nhỏ này nè các bạn, còn 5 cái lồng khổng lồ ha. Mình đi đến cái bẫy tiếp theo, cái mình quay tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn ơi, con gì đây? Ôi con sóc các bạn ơi, thấy nó rồi. Mình thấy cái bóng nó chạy rồi đây, em ơi. Rồi em sóc đầu tiên của ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Quá đã, bự ha. Rồi mình bắt nó ra rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn ơi, con gì đây? Trời ơi con chuột. Rồi em chuột đầu tiên của ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Chuột này nhỏ, chuột này đặt bẫy chồn mà ngon nha các bạn, vừa y luôn ha, ăn tới chuối chưa hết luôn các bạn. Rồi mình bắt nó ra rồi mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ngay đây mình bắt 2 con chuồng heo rồi các bạn, của cái kênh cũ.
Yeah, mấy con sóc rồi, hôm nay vừa coi nó có sạch không nha các bạn. Ở trong cái bụi cỏ này mình dời qua dời lại mình đánh mình bò sập rồi các bạn. Hôm nay mình dời qua cái tụ gạo nè, sập rồi nè, nhíp nhíp các bạn nè. Rồi, sóc rồi các bạn ơi, thấy không? Thấy cái bóng nó chạy à. Thấy, trời ơi, khổng lồ luôn. Trời ơi, con sóc nó bự rồi các bạn. Quá khủng. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Ở trong bụi tầm dông này mình có một cái này. Ngay cái gò mối luôn các bạn. Chuyến trước clip cũ mình là kênh cũ mình bắt được con chuột ngay sập nữa nè các bạn. Rồi ngay đây đầu tiên mình bắt được con sóc, cái con chuột, nay con chuột nữa các bạn ơi. Mình sẽ dời nó qua mấy này kia. Em nó đây. Rồi mình bắt nó ra cái mình dời cái bẫy lại đằng kia đặt các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở trong cái hàng rào này mình có con cái nè các bạn. Cái bẫy khổng lồ nè các bạn. Cái bẫy mình đặt mồi chuột. Hôm nay mình vô mình rút cái bẫy này ra đi về luôn các bạn ơi. Rồi chết rồi các bạn ơi, không không sọc rồi. Từ xa mình nhìn thấy rồi, còn nguyên luôn. Không có sập, không có gì dấu hiệu gì hết nha các bạn. À, mình sẽ rút cái bẫy này đi về các bạn ơi, kiếm chỗ đặt. Rồi tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo nè các bạn ơi. Mà mình thấy giờ chủ vườn ta ra là chặt cây nó phá dài 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 hết. Ờ à, còn cái bẫy mình còn các bạn. Trời ơi, cái này sập luôn rồi nè. Trời ơi, con chuột, dính con chuột các bạn ơi. Đây em nó đây, nằm lội cái lồi gác vô nằm im ru nè. Hên quá không mất cái bẫy các bạn, chủ vườn này người ta không có tham nha các bạn. Rồi mình bắt nó ra rồi mình đi tiếp các bạn ơi, đi thăm tiếp tục. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ở trên bờ nó trống quá, mình đưa xuống cái đường hẻm nè các bạn. Ngay đây hôm kỳ trước á, cái kênh cũ mình nó bắt được con chuột trống các bạn. Đây cái đợt này sập rồi nè các bạn, coi con gì nha. Ở trên này con chuột chuột lai các bạn ơi. Đây em nó đây, quá bự luôn. Cũng luôn. Đây, mình bắt nó ra rồi cái mình đi đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn ơi. Rồi còn sóc luôn các bạn ơi. Nhìn thấy luôn rồi. Đây em nó đây. Cái này mình bắt cái kênh cũ là mình bắt ngay chỗ này là hai con sóc khủng rồi nha các bạn. Hai con nữa nè các bạn. Quá dữ luôn. Đây em nó đây. Đem mà trắng nè. Cồ luôn các bạn. Quá dữ. Tuyệt vời. Rồi, mình bắt nó ra rồi mình đi tiếp nha các bạn. Rồi, tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn ơi. Ngay đây đợt trước mình dính một con sóc đó các bạn. Nay vừa coi có sập không ơi. Rồi, sập rồi các bạn ơi. Trời ơi, đợt này con chuột rồi các bạn ơi.
mình nhìn thấy nó luôn, những nó trống đàn em ở đây. Chạy tung tăng này ha. Con này dữ, múa. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở trong cái vạc này mình có một cái bẫy khổng lồ các bạn ơi. Cái bẫy mình đặt mồi chuột á, hôm bữa mình mới dời nó qua đây nè. Hôm cái clip cái kênh cũ mình đặt ở bên kia nha các bạn, còn cái này bữa nay mới dời nó qua đây. Trời ơi nó sập rồi mới dính con chuột các bạn ơi. Trời ơi con chuột nó phá mình. Thôi nó tức. Ủa đúng rồi con chuột. Đây cái bẫy mình, cái bẫy hai lớp nha các bạn. Trời ơi nó tức, nó vô nó phá cái bẫy mình. Trời ơi con chuột. Bên dưới là lớp dưới này mình đặt mồi chuột nữa nha các bạn. Rồi để mình bắt mình xử lý nó ra rồi mình đặt lại cái rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy nhỏ cuối cùng các bạn, mà mình đi tới mình thấy người ta chặt cây người ta phá vậy luôn rồi các bạn. Cái bẫy mình đặt ở bên trong á, thử không may mắn lắm mới còn nha các bạn, người ta không tham thì mới còn nha. Trời ơi người ta chặt dài dài đây người ta phá bình địa luôn các bạn. Trời ơi hên cái bẫy còn các bạn, sập luôn, dính luôn. Con gì đây? Con sắp các bạn ơi. Bạn em ở đây. Cái bẫy này cái bẫy cuối cùng, cái bẫy nhỏ nè các bạn. Mình còn ba cái bẫy lớn đánh trồn hương cái là hết đó nha các bạn. Đây. Mình bắt nó ra cái bắt đầu mình sang thăm ba cái bẫy lớn đánh trồn hương cái rồi mình kết thúc video ngày hôm nay cho các bạn xem cái thành quả của mình về ha. Hy vọng là qua bên kia làm một em vĩ đại cho nó trồn hương cho nó hoành tráng ha các bạn. Cho mình nó khỏe rồi các bạn. Hôm nay mình mệt quá. Rồi tiếp tục mình đến với cái bẫy khổng lồ của mình các bạn ơi. Thì mình ở đây mình đánh có ba cái bẫy lớn này các bạn. Ba cái bẫy này mình đánh trộn hương đó các bạn ơi. Cái đầu tiên này. Ở đây mình đã bắt rất là nhiều trộn hương rồi các bạn ơi. Cái đợt này cái này có không? Trời ơi rồi trong lỏng rồi các bạn. Cái đầu tiên chất quớt rồi nè. Chuối còn luôn các bạn. Chuối mình treo bên trong đó, màu vàng nó còn đó các bạn. Xuống màu rồi. Để mình để chuối thêm vô cái rồi mình đi qua hầm hai cái nữa các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Ở bên kia người ta khai thác gỗ nó ồn ào rồi các bạn thông cảm nha. Cái này hôm cái kênh cũ của mình quánh được một con trồng hương ở đây các bạn. Trồng kỳ mà 1 kg 9 á. Đây coi nó có sập nó không nha các bạn. Cái này cái nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi hình như sập rồi. Coi đúng rồi sập rồi. Con gì đây? Rồi vô rồi các bạn ơi, vô rồi. Đây em ở đây. Đó, nó nhìn mình đó các bạn thấy không? Ngay gốc cây á. Vô rồi các bạn ơi. Em má em. Hôm nay lâu lắm rồi. Hôm nay lâu lắm mới dính nè các bạn ơi. Thôi. Biết bao nhiêu kỳ rồi ha. Mình vẫn kiên trì mình đeo ha các bạn. Mình vẫn quýnh đây ha. Đây em ở đây. Hồi con này không lớn các bạn ơi. Con này chắc 1 bầy con ở mới các bạn ơi. Ủa. Em khai cái máy vô tới. Vô rồi các bạn ơi. Sống dậy rồi. Hên quá. Hôm nay mình vừa mất cái kênh. Bây giờ mình nay mình có cái clip này có được con trộn đỡ đầu cái kênh mình rồi các bạn ơi.
qua đã. Mình quá mừng rồi các bạn ơi. Đây mình đem xin chào chút nha các bạn. Ôi coi nó còn cái khuôn ha. Trời ơi. Nó cắn rụng hai cái cây mình. Ôi chút xíu nữa cắn cái tay mình nữa các bạn. Con này dữ nha các bạn. Hai cái cây mình để chèo chuối cắn gãy trời ha các bạn. Mà cái không nó theo cái tay mình đó các bạn. Thấy ghê không? Vô rồi vô rồi. Sống vậy rồi các bạn ơi. Ôi nó ghi cái lò xo. Các bạn coi cái lò xo mình nè. Đúng rồi. Nhưng mà mình có cái phá nha các bạn. Cái bên kia còn nguyên cái này nó cắn dùng rồi ha. Cắn mớp dùng luôn rồi nè. Rồi để mình mình đem em nó ra trống mình bắt cho các bạn xem cái quà mình thăm một cái nữa các bạn ơi. Quà làm một con khổng lồ nữa cái trời ơi, ngày hôm nay mình vô rồi các bạn ơi. Vô rồi vô rồi. Đổi rồi, đổi khác rồi. Sọt với cái mỏ đỏ rồi các bạn. Sọt ra lưới với cái mỏ đỏ rồi ha. Để mình dừng máy lại cái mình đem nó ra ngoài mình bắt nha các bạn. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình đem nó ra trống rồi. Mình bắt nó ra. Rồi cái mình qua mình thăm một cái nữa. Cái là mình về nhà mình tổng kết cái thành quả ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Tại vì 8 tháng 8 giờ rồi tới giờ là mình đánh là em này nữa là được là em thứ 7 trồng hương nha các bạn, với em trồng mướp nữa là 8 em. Thì mình đem về nhà mình quay toàn cảnh cái chuồng ở nhà mình luôn, và mình thả con này vô ở nhà mình luôn, nó sẽ gia nhập vào cái đội của mình luôn các bạn. Để không thôi các bạn nói là mình lấy chuồng già đi quay chết mình luôn nha các bạn. Hôm nay mình nó mệt với mình bao nhiêu buồn phiền mình đã tan biến hết rồi các bạn ơi. Mình vui vô em này là mình vui lại đây. Bây giờ mình tranh thủ mình bắt nó ra nha các bạn. Xong cái hôm qua mình thăm một cái nữa coi, nếu mà làm được con em mà khủng nữa là mình ngày hôm nay mình vô luôn đó các bạn. Giờ nó lượm như chó này giữ ra con này giữ các bạn. Đây, em ở đây con này hùng nha các bạn, muốn cắn mình không các bạn, thì ghê không. Đây, mình lấy tấm hình lặn là mình làm cái hình đại diện cho cái kênh mình luôn các bạn. Mình sẽ lập lại cái kênh mới này, mình làm lại từ đầu ha. Thì nhờ cả nhà và các bạn ha ủng hộ cho mình có tinh thần mình làm lại nha các bạn. Đây mình bắt nó ra các bạn ơi. Rồi, sao cho nó thử đi ta. Sơ sức cái thằng này nó táp nữa bạn, nó cắn như chó, cắn lủng tay xiên tay luôn á, mệt lắm. Bởi vì mình phải cẩn thận kiểm tra cái túi lưới trước cái đã, thả vô cái nó chạy mất tiêu. Công sức mình bỏ ra là mất hết luôn các bạn. Rồi đây cũng bị nhìn nhừ rồi các bạn ơi, không sao, lỗ nhỏ họ mình lộn lại, họ mình lộn lại lấy cho nó chặt xuống các bạn ơi, lấy cái càng chặn lại nha các bạn. Đấy nói khác lắm rồi phải không, anh nuôi này anh nuôi nó làm gì đâu mà cắn hoài kinh nha. Về với anh là khỏe rồi, an toàn, không mở ngoài rừng nữa, không sợ chết nữa.
an toàn rồi các bạn, vô túi lưới khỏe rồi. Giờ mình muốn chắc ăn thì mình lộn lại mặn nữa nha các bạn, cái túi này nó cũng nhâm nhâm em rồi, con này đổi khác lắm rồi các bạn ơi. Tranh thủ cái mình qua hầm cái nữa, cái mình dọt về nhà, chiều quá rồi các bạn ơi. Cái đây, ok các bạn, hai bạn về là chắc ăn nha các bạn. Cái bẫy này nó bị thương phía bên luôn rồi, mình sẽ chở nó về luôn nha các bạn. Mình chở về mình sửa lại cái bàn đạp để sập phá đó, với cái đồ để treo chuối nó bị cắn gãy hết trơn rồi. Mình qua hầm cái nữa rồi mình về các bạn ơi. Rồi, mình đến với cái bẫy cuối cùng các bạn ơi. Ở bên kia người ta đang khai thác gỗ, ồn các bạn không cảm em. Và hầm cái này nữa rồi, cái mình chắc cũng như mấy lần trước các bạn ơi, mình đem về nhà mình tổng kết cái thành quả cho các bạn xem. Chứ để nói hôm mình đem bắt chuồng nhà đi bỏ vô cái chết của mình luôn nha các bạn. Rồi rồi, chết quớt các bạn ơi, cái cuối cùng chết quớt rồi. Thôi thôi, cái chỗ này mình đừng bắt. Các bạn nhớ nha, cái bẫy ngay chỗ này ha, mình bắt một con là 3,7 kg hay đây ha. Tới nay là không dính nữa nha các bạn, còn một con rất khủng nha. Con 3,7 kg là con trùng đực nha các bạn. Còn một con cái nữa mà mình quýnh chưa dính nha các bạn, chứ mình còn đeo hoài, mình quýnh hoài. Chừng nào dính thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ về nhà. Mình quay cái số trùng ở nhà cho các bạn xem luôn ha. Là ở nhà mình là 6 con hương nha các bạn. Còn hôm nay mình về một con nữa là 7 con nha các bạn. Còn con trùng mướp thì mình đưa cho ông anh ổng nuôi rồi nha các bạn. À, lát nữa về mình quay cho các bạn xem. Con trùng mướp mình đưa cho ông anh rồi, còn mình giờ còn có 6 con hương ở nhà thôi. Rồi, mình về nhà các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình về tới nhà rồi. Thì toàn bộ cái số trùng của mình là nó nằm ở nhà mình hết nha các bạn, và 6 con trùng hương. Còn con trùng mướp thì hồi trước là mình gọng ở cái chuồng này nè các bạn, mình chia lại cho ông anh ổng nuôi kiển chơi rồi nha, cho nên mình lấy cái lồng này mình nhốt con hương luôn nè các bạn. Em đầu tiên nè, rồi tới em thứ hai nằm trong cạc, nó hơi tối nha các bạn, nó nằm ngủ nha, cái loại này nó ngủ ngày á các bạn. Nó ngóc đầu lên đó các bạn, dướng người cột đó. Đây, em thứ ba ha. Rồi, em thứ tư. Đây là em đực này mình quýnh dính trước cái em đực 3,7 kg nè các bạn. Này nó tổ mã đẹp ghê không? Mình hồi mình đánh nó còn tơ đó các bạn. Rồi dính em trùng đực nè, rồi cái tới em trùng cái nè các bạn. Nè, mình kiểm tra nó rồi, con này cái nha. Này nó bự lắm rồi các bạn ơi, này 2 kg mấy hết rồi. Con này 2 kg mấy rồi nè. Cái con mà dính sau cùng đó các bạn, cái con mà hôm rồi nó 1,9 kg nè, nay là nó khoảng 2,5 kg nha các bạn, 2,5 kg á. Bị về đây mình cho nó ăn, mình cưng á, mình cho nó ăn đầy đủ. Thấy không, cái đầu lên nè. Rồi, em trùng đực khủng nhất của mình nè các bạn, 3,7 kg nè, này nè, cái đầu nó bự ghê ha các bạn. À, nay hiện rồi, nay dạng rồi, chứ hôm mới về nó nhát lắm, mới về là nó khó, hôm mới về nó nhát lắm, nay hiện rồi các bạn, nay dạng rồi nè. Rồi, còn em mà mới về ngày hôm nay nè, ở trong cái giỏ nè các bạn, đây, chút nữa mình cân nó coi được nhiêu hơn các bạn, thì mình không có lòng các bạn ơi. Thì cái lồng này các bạn hôm đó thì các bạn cũng biết rồi ha, là cái này mình để đựng sóc đựng chuột hôm mùa dịch đó, mình làm để mình chế đựng sóc đó các bạn. Có dính chuột đồ nhiều mình bỏ đây để dành mình ăn á. Rồi giờ không có cái lồng, mình lấy cái lồng này mình thế vô. Rồi giờ mình tiến hành mình cân em nó thử coi được nhiêu nghe các bạn. Đổi camera lại các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình cân nó thử coi em, kiểm tra coi em nó được nhiêu nha. Cái rồi mình thả vô cái lồng này nha các bạn. Rồi mình sẽ đóng cái lồng lớn sau nha các bạn. Thì toàn bộ cái số trùng này mình sẽ nuôi nha các bạn. Và mình sẽ cắp cặp, mình sẽ đóng cái lồng để mình phối giống sau nha các bạn, cho nó
coi nó có hên nó xanh sáng được không nhé các bạn. Nếu mà nó xanh sáng thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục cho các bạn xem tiếp ha. Mình tiến hành mình căng nó thử cái viên nha các bạn. Em nó dự được lắm rồi các bạn ơi, đói khát mấy ngày nay chắc. Tại vì cái loại này, cái bẫy này mình đánh nay cũng mấy đêm rồi các bạn, mình đâu có biết nó vô hồi nào ha. Đặt cái căn mình là 4 con số 0 đấy các bạn. Một ký 960 các bạn. À, 1960. 1960 vậy là cái con này trừ cái bì này ra hết lạng rưỡi vậy, con này còn có 1,8 mà nha các bạn. Ký 8 giác à. Thì mình đón con này nhỏ mà thấy không? Nó nhỏ hơn mấy con mình đánh vừa qua đợt rồi của cái kênh kênh cũ mình đó các bạn. Bây giờ mình thả nó vô cho nó vô cái lồng này cho nó khỏe lên các bạn ơi. À, mấy thằng này là mình không có bán nha các bạn, để nuôi còn sống hơn đấy còn. Tại mình đi về xa quá tưởng đâu nó ngủm luôn rồi chứ, nó ngủm nó chết luôn á. Đang vui nó thành buồn luôn á. Rồi vô đi coi, đỡ đi, bữa nào nó hồng lớn rồi rồi. Ok ha. Rồi cả nhà và các bạn ơi, video mình đến đây nó dài quá rồi, mình cho mình kết thúc tại đây ha. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được mạnh khỏe, vui vẻ, an lành ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like ha và một cái đăng ký kênh giúp cho kênh mình nó phát triển trở lại ha cả nhà. Nhờ cả nhà và các bạn chia sẻ giúp cho mình ha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem hết video ủng hộ mình. Xin chào. Hẹn tất cả các bạn video sau.